Olha, olha, olha. Để chúng tôi được trân trọng giới thiệu, đây là một trận đấu có thể là như một giải chung kết của quốc gia, vì đô lưu cũng là một đô đã huy chương vàng quốc gia và đô quảng cũng là một đô huy chương vàng quốc gia. Hạng cân của hai đô hiện nay là 76 cân, đô quảng và đô lưu là 75 cân 500. Hai đô phải nói rằng rất là tương xứng tương tài. Còn về tuổi đời, hai đô cũng 1910, không tiết lộ tuổi làm gì vì là còn nhiều chữ con hai đô chưa để hội chưa rồi. Và hai đô là thủ tục xài thắt đẹp để biểu diễn cùng bà con. Hai đô bắt đầu đúng thủ tục. Bà con hai đô đây, hai đô đây, phải nói là động tác bên này của hai đô rất là đúng tinh thần thường có. Đô Quảng là một đô sinh ra và lớn lên ở vùng Chiêm Trung, có ngày quốc trại thả lưới nên là động tác của Đô Quảng là phép quốc trại thả lưới. Ơi, phải nói tuyệt vời chưa, phải nói xứng danh xứng đồng chưa. Hai đô bắt đầu. Phải nói là tinh thần thi đấu rất quyết liệt. Ông Lưu này là 4 lần vào mắt rồi, cứ đi vào vào mắt. Alo. Phải nói rằng là thi đấu không biết làm sao là cứ quấy vào mắt nào, 4 lần thi đấu đều vào mắt. Alo, alo. Ban tổ chức xin thông báo lần này đã có một số thôn. Thế là mời thôn trong nhà của Trương về vị trí cho con. Mời thôn trong nhà. Mời thôn trong nhà khẩn trương. Chúng ta kéo 8 người thôi. 5 nam 3 nữ. Hai đội để thi đấu giữa sới. Mời thôn trong nhà chuẩn bị. Đúng à? Ông Quỳnh ơi. Bây giờ cháu khoa đi, ông đi cháu khoa. Rồi rồi. Rồi, hai đội đi tắt vào. Hai đội đi tắt vào thi đấu. Rồi. Tiếp tục. Mời hai đô. Rất tuyệt vời. Tôi nói là hai đô. Một bên mình cất xài cho thức. Đây là cao vật và đô lưu đã được giải nhất một keo. Đô Quảng chín keo. Nếu như Đô Quảng thua là đô lưu được 2 keo. Nếu như Đô Quảng phải nói tức là chưa. Thưởng là chúng tôi sẽ chấp nhận ngay. Ok. Rồi.
Rồi, phải nói giải lao được, phải nói đáng, đáng phải nói rằng. Quả đây, rồi. Mời các cô và nữ của quê. Mời, 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 mời các đây. Vào đây bạn tôi tổ chức ngồi cho nó đúng với tinh thần. Nhà An 50.000 đồng, cháu Thuần thôn Châu Nghĩa 200.000 đồng, cháu Hoàng Nghịch thôn Hà Am 200.000 đồng. Các tổ chức xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ cho giải vật truyền thống của nhà Châu năm 2024. Rồi, hai đội thi đấu luôn, thi đấu luôn. Hoàng Anh vừa đâu? Chơi là. Đồng chí ơi, ngồi vào đây. Giải lao là đâu? Đồng chí ơi, ngồi đây. Để anh em mình làm ly nước cho nó. Rồi. Rất tuyệt vời. Có thể nói. Đỏ. Tuổi năm nay. Cam mới học lớp 8. Do xanh khả năng lớp 10 rồi. Hai đôi chẳng qua là chỉ lớn là do nói rất quyết liệt. Đó là một cháu ăn cá, một cháu ăn cơm. Cô có xanh cơm. Đây nào? Ở đây, rồi. Luôn, luôn một em lớp mấy nhỉ? Lớp 9 này luôn mà. Cháu Tiến học lớp 3. Cháu Tiến học mới lớp 13 rồi. Lớp 7. Lớp 10 đấy, tôi đoán ngay, nhìn mặt Tiến mày. Thế là gì? Bây giờ cái tên, rồi, ok. Rồi, một cô Hoàng Anh ở lớp 8. Rồi. Thôi. Lớp 8 thắng. Tôi thấy trẻ là phải cái tuổi. Tuổi nó rất quan trọng. Khi là tuổi chưa thành niên thì rất quan trọng. Đây tuổi. Lưu ý, lưu ý. Tất cả các bạn lưu ý. Thế ấy mà. Rất. Rồi. Rồi luôn. Phải nói là gây cấn như một cái giải vật tranh nhất thì cao vật gây cấn như một cao vật tranh nhất thì đâu là được cao thủ 100.000 đâu là thua được chọn anh ơi em nhớ tuổi anh chưa biết rất quyết liệt, rất quyết liệt. Rồi, nói quá chống phải nói là trọng tài chống phải nói là cũng rất là trình độ, có đẳng cấp của xóm. Phải rồi. Tiếp tục, hello. Nói lần, tiếp tục. Hello, thi đấu tư thế đứng. Mình nói là Đỗ Hoàng Anh đang rất có nhiều triển vọng. Phải nói rất là khỏe nhưng mà hôm nay là cái khỏe nó đi đâu mất. Rồi, Đỗ Hoàng Anh ơi, xin trao thưởng trị giá 100.000 đồng. Đấy, keo ấy là keo mặt. Không phải là cái tầng. Rồi, rồi. Rồi, keo thua 50.000 đồng. Rất tuyệt vời. Và con ra đồ đây. Alo, đi chặt đi đâu, alo đi. Nói này, tuyệt vời. Rất xứng đáng, rất đáng tiền đây rồi. Hai đô về và trong tổ chức đăng ký. Rồi. Đô đô sáu ở đâu đây? Hà Am, đúng rồi, Hà Am. Trong năm tôi hy vọng rằng Hà Am sẽ mở hội. Trong năm Hà Am, chúng tôi sẽ
tổ chức một giải vào người ham, vì người ham tài xế này cũng rất nhiều ham. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cặp thi đấu giữa Hà Đô, bên phải trọng tài là Đô Đình Vũ của Ngọc Châu, bên trái trọng tài là Đô Tiểu Sắc ở Hà Âm. Rồi, rồi, ở đấy, hai đô, thi đấu luôn, thi đấu luôn, thi đấu luôn, rồi, ở đó anh em. Alo, alo. Bây giờ xin thông báo hiện nay có đồng ở Hà Âm. Có tay rồi đấy. Đồng ý ra qua. Rồi, cả chân xuống, cả chân xuống. Hiện nay đã có thôn Đồng Lòi và Hà Am đã đăng ký cho con. Vậy là vì hai thôn của thôn. Đội thi Hà Âm đâu phải chưa? Rồi, nếu cơ máy. Rồi, rồi, và trăm con sóc đồng mạnh khỏe. Trăm sóc. Đấy, đấy, đội sáu. Đấy, quý, 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 quý. Ông ngoại rồi. Đấy là, rất quyết liệt, rất quyết liệt. Đã được thưởng trị giá 150.000 đồng. Tôi là thua, được thưởng trị giá 140.000 đồng. Tăng giá rồi. Trình độ số 6 ở loại nhất trình độ rất quyết liệt, tiếp tục luôn. Rồi, nếu mai mà nghỉ đi cấy một buổi không phải tại tôi đi vật. Và hiện nay là có một nhà tài trợ xin tài trợ cho mỗi đô 50.000 đồng nữa. Rồi, rồi, rồi. Alo. Đề nghị thưa Hà Âm, người ta còn thiếu hai người khẩn trương. Đề nghị ông Kiến Hà Âm đâu khẩn trương đưa vận động viên của mình xuống sân bóng đây. Gửi cho một đô 190.000 và một đô 200.000. Tăng giá quá nhỉ? Rồi. Tiết máu nổi. Rồi, bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh. Mời. Rồi, 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 và điểm bắt tay rồi. Tuyệt vời, cảm ơn đội 6 nhé. Rồi, đội 6 lại tài trợ lại với trị giá 100.000. Phải nói tuyệt vời. Sau khi mà điểm giải xong, đội 6 cũng xin tài trợ lại đơn vị là 100.000 cho ban tổ chức.